Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm IVF HCG 1500 được sản xuất tại Nelva Biogen, Ấn Độ. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về IVF HCG 1500 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của IVF HCG 1500 Human Chorionic Gonadotropin HCG 1500 EU Dạng bào chế Bột pha tiêm Vô sinh là bệnh gì? Vô sinh thường được định nghĩa là không có khả năng thụ thai sau một năm quan hệ tình dục thường xuyên, không có biện pháp bảo vệ. Vô sinh được định nghĩa là một bệnh bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Công dụng chỉ định của IVF HCG 1500 Trong điều trị vô sinh nữ Thuốc IVF HCG 1500 chorionic gonadotropin chứa một loại hóc môn giúp phát triển bình thường trứng trong buồng trứng của phụ nữ cơ quan sinh sản nữ và kích thích giải phóng trứng trong một quá trình gọi là dụng trứng. Nó được sử dụng để gây dụng trứng. Điều này giúp điều trị vô sinh ở phụ nữ. Điều này làm tăng cơ hội mang thai thành công. Nó được cung cấp bởi bác sĩ hoặc y tá. Bạn nên dùng thuốc theo đúng chỉ định thì mới có hiệu quả. Bạn có thể được yêu cầu tiếp tục điều trị này trong một thời gian sau khi mang thai. Trong điều trị thiểu năng sinh dục nam Suy sinh dục là tình trạng các cơ quan sinh sản hoạt động không bình thường, như tinh hoàn ở nam giới và buồng trứng ở nữ giới khiến cơ thể không sản xuất được các hormone giới tính cần thiết cho khả năng sinh sản. Thuốc IVFHCG 1500 IU Chorionic Gonadotropin giúp cơ thể tăng sản xuất testosterone và cải thiện quá trình sản xuất tinh trùng ở nam giới. Điều này có thể làm giảm vô sinh và giúp điều trị thiểu năng sinh dục ở nam giới. Làm theo hướng dẫn của bác sĩ một cách cẩn thận để có được lợi ích cao nhất. Cách dùng và liều dùng của IVFHCG 1500. Cách dùng Thuốc dùng đường tiêm Liều dùng Công nghệ hỗ trợ sinh sản át và kích thích dụng trứng ở phụ nữ, 250 mcg được cung cấp một ngày sau liều cuối cùng của chất kích thích nang trứng. Chỉ sử dụng sau khi đã xác định được sự phát triển đầy đủ của nang trứng. Giữ điều trị khi có phản ứng buồng trứng quá mức. Suy sinh dục và thiểu năng sinh dục ở nam, 1.000 đến 2.000 đơn vị, 2 đến 3 lần một tuần có thể cần 2 đến 3 tháng điều trị, nếu cần thêm folistropin alpha hoặc gonadotropin mãn kinh để gây sinh tinh, tiếp tục điều trị HCG ở liều cần thiết để duy trì mức testosterone. Chống chỉ của IVF HCG 1500 Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc Dậy thì sớm Một bệnh ung thư liên quan đến hóc môn chẳng hạn như ung thư tuyến tiền liệt Dối loạn không kiểm soát được tuyến giáp hoặc tuyến thượng thận của bạn Chảy máu âm đạo bất thường chưa được bác sĩ kiểm tra U nang buồng trứng hoặc ung thư hoặc khối u ở vú, buồng trứng, tử cung, tuyến tiền liệt, vùng dưới đồi hoặc tuyến yên. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Lưu ý khi sử dụng IVF hCG 1500. Trước khi sử dụng thuốc IVF hCG 1500 IU chorionic gonadotropin, hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết tiền sử bệnh của bạn, đặc biệt là bệnh tim chẳng hạn như suy tim sung huyết, bệnh thận, co giật hen suyễn, đau nửa đầu. Human Chorionic Gonadotropin HCG được tiêm dưới da hoặc vào cơ. Nếu bạn sử dụng thuốc này ở nhà, bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn về cách thức và vị trí tiêm thuốc này. Không tự tiêm thuốc này nếu bạn không hiểu đầy đủ về cách tiêm và vứt bỏ kim và ống tiêm đã sử dụng đúng cách. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của IVF HCG 1500. Nhận trợ giúp y tế khẩn cấp nếu bạn có dấu hiệu phản ứng dị ứng, phát ban, khó thở, xương mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng của bạn. Một số phụ nữ sử dụng thuốc này phát triển hội chứng quá kích buồng chứng OHSS, một tình trạng có khả năng đe dọa đến tính mạng. Gọi ngay cho bác sĩ nếu bạn có các triệu chứng của OHSS đau bụng dữ dội hoặc đau vùng chậu. Tăng cân nhanh chóng, xương quanh eo, cảm thấy khó thở. Buồn nôn và nôn mửa nghiêm trọng, tiêu chảy, hoặc ít hoặc không đi tiểu. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có. Tích tụ chất lỏng xung quanh phổi hoặc dạ dày đến tăng cân nhanh chóng, đau dạ dày và đầy hơi, đau khi thở, cảm thấy khó thở khi nằm, ho có đờm bọt, nhịp tim nhanh. Dấu hiệu của cục máu đông đến tê hoặc yếu đột ngột ở một bên cơ thể, đau ngực, các vấn đề về thị lực hoặc lời nói, đau hoặc sưng ở một chân, hoặc dậy thì sớm ở bé trai đến đến tinh hoàn và dương vật to ra, lông mặt, giọng nói trầm hơn. Các tác dụng phụ thường gặp có thể bao gồm: đau đầu, trầm cảm, cảm thấy bồn chồn hoặc cáu kỉnh, sưng tấy, đau hoặc sưng vú đau nơi tiêm thuốc. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác Một sản phẩm có thể tương tác với thuốc này là gọn Adolin. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm IVF HCG 1500, đồng thời biết cách sử dụng IVF HCG 1500 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.